mình đi làm kính tại một tiệm kính rất là hời luôn. Mua 2 trong 1, tặng trồng cận kèm trồng kính râm, mà ngoài ra còn tặng thêm các phụ kiện kính nữa, đó chính là mắt kính Anna nha mọi người. Chu choa ơi, cũng may là nửa năm nay mình chưa đi làm kính, đợt này là mở gần nhà mình, nằm ở trên đường Quang Trung á mọi người. Sẵn tiện cái mắt kính của tôi hôm qua mới vừa bị tôi ngồi lên gãy một cái bụp, hôm nay tôi ra đây mua 2 cặp kính luôn cho đỡ tức. Cái mặt của em thì tròn do à, cho nên em đeo cặp kính tròn vô, trời ơi, ta nói cái mặt em ô về hết sức. Vậy đó nghe, ở đây có 7749 kiểu kính, loại nào cũng có hết. Ở đây cũng có rất là nhiều loại kính mát luôn, có gì mấy bạn nào mà bị cận thì chỗ này là hợp lý nhất. Nhìn mấy cái gọng mắt mèo này thấy cưng quá ha, quá trời kiểu, quá trời mẫu luôn. Bây giờ đã đến giờ đo mắt rồi, được một cái là mấy anh chị nhân viên ở đây rất là tận tâm luôn, lần nào đến đây mình cũng được đo mắt hết trơn á mọi người ơi. Mấy bạn tranh thủ qua đây để được nhận khuyến mãi nha, mua xong bây giờ mình ra đây mình tính tiền rồi mình đi về nè. I love you bạc bạc mãi yêu cả nhà. Hôm nay mình đi làm kính tại một tiệm kính rất là hời luôn, mua 2 trong 1, tặng trồng cận kèm trồng kính râm, mà ngoài ra còn tặng thêm các phụ kiện kính nữa, đó chính là mắt kính Anna nha mọi người. Chu choa ơi, cũng may là nửa năm nay mình chưa đi làm kính, đợt này là mở gần nhà mình, nằm ở trên đường Quang Trung á mọi người. Sẵn tiện cái mắt kính của tôi hôm qua mới vừa bị tôi ngồi lên gãy một cái bụp, hôm nay tôi ra đây mua 2 cặp kính luôn cho đỡ tức. Cái mặt của em thì tròn do à, cho nên em đeo cặp kính tròn vô, trời ơi, ta nói cái mặt em ô về hết sức. Vậy đó nghe, ở đây có 7749 kiểu kính, loại nào cũng có hết. Ở đây cũng có rất là nhiều loại kính mát luôn, có gì mấy bạn nào mà bị cận thì chỗ này là hợp lý nhất. Nhìn mấy cái gọng mắt mèo này thấy cưng quá ha, quá trời kiểu, quá trời mẫu luôn. Bây giờ đã đến giờ đo mắt rồi, được một cái là mấy anh chị nhân viên ở đây rất là tận tâm luôn, lần nào đến đây mình cũng được đo mắt hết trơn á mọi người ơi. Mấy bạn tranh thủ qua đây để được nhận khuyến mãi nha, mua xong bây giờ mình ra đây mình tính tiền rồi mình đi về nè. I love you bạc bạc mãi yêu cả nhà.